Quý vị khán giả thân mến, chúng ta đang có mặt tại sân Đồng Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, nơi diễn ra trận đấu đầu tiên của đội tuyển U18 Việt Nam tại giải vô địch bóng đá U18 Đông Nam Á năm 2019. Đối thủ của U18 Việt Nam ở trong trận đấu ra quân này sẽ là đội tuyển U18 Malaysia. Trong hiệp 1 của trận này thì các cầu thủ U18 Việt Nam sẽ xuống dưỡng thành phía bên trái màn hình của quý vị và các bạn. Đội bóng của chúng ta ra sân trong bộ trang phục màu đỏ quen thuộc. Đội tuyển Việt Nam đã để thua Malaysia. Rất mạnh mẽ. Pha xử lý của tiền đạo cắm Nguyên Hoàng. Phối trí bóng hợp lý. Sút bóng. Không vào. Cú đá mạnh và hiểm. Thủ môn của U18 Malaysia Mo Phát Chin đã tung người và cứu thua một bàn thua trông thấy. Cầu thủ Việt Nam đang chơi đầy cảm hứng, vừa rồi là pha dứt điểm của Trần Mạnh Quỳnh, cầu thủ của Sông Lam Nghệ An. Đường chuyền chính xác của trung vệ Khắc Lương. Không việt vị. Không vào. Bóng đi ngang trước cầu môn. Bùi Tiến Sinh không việt vị. Công đến. Dứt điểm. Bóng đập vào trong. Vẫn còn cơ hội. Rất tiếc là cơ hội đã trôi qua. Một pha phường rất có cảm giác và nhịp điệu của U18 Việt Nam. Một pha chuyền bóng qua đầu hàng phòng ngự. Rất cảm giác của Công đến. Sau đó là tình huống dứt điểm của Mạnh Quỳnh. Bóng đá trúng cột dọc. Tình huống chuyền bóng rất hay. Kỹ thuật rất tốt của Công đến. Tuấn Tài. Pha đi bóng cắt mặt. Chuyền vào. Không vào. Bóng được trả ngược lại và tuyến hai lên dứt điểm. Cú đá của tiền vệ trung tâm Nguyễn Xuân Bình. Trong hiệp 1 của trận đấu, Xuân Bình và Công đến đã chơi tốt trong vai trò của những tiền vệ trung tâm. Phan Tuấn Tài. Dứt điểm. Không vào. Cú đá rất mạnh ở cự ly gần. Sút tiếp. Pha dứt điểm tiếp theo thuộc về cánh phải Văn Huy. Chúng ta xem lại pha xoay người và dứt điểm rất cơ bản. Xuân Bình. Phan Tuấn Tài. Pha phá bóng trượt. Tạo ra một tình huống hết sức nguy hiểm. Pha dốc bóng rất tốt, chuyền vào. Hết sức nguy hiểm. Một tình huống mà cầu thủ Việt Nam có phần chủ quan. Với một số thành viên của U18 Việt Nam thì đây mới là lần đầu họ dự một giải quốc tế. Những trận đấu như này sẽ giúp cho họ trở thành hơn rất nhiều. Rất cố gắng. Chuyền vào. Sút bóng. Hết sức nguy hiểm cho tình huống vừa rồi. Đội bạn đã nỗ lực đi bóng xuống sát đường bên ngang và chuyền bóng ngược lên. Sau đó tuyến hai có cơ hội dứt điểm. Cơ hội thực sự đầu tiên. Phi đá hút. Hết sức nguy hiểm. Không vào. Rất may là bóng đã đập một cầu thủ đứng trước cầu môn. Suýt nữa Việt Nam đã để thua.
bóng lập bập. Cầu thủ Malaysia đã có gợi dứt điểm. Cú đá tầm thấp của Minh Trọng, bóng đã lăn vào cột môn của Malaysia. 1-0 cho 18 Việt Nam. Tình huống rất bất ngờ những phút cuối cùng. Như vậy là sau những nỗ lực và sau một số cơ hội bỏ lỡ, U18 Việt Nam đã vượt lên dẫn trước. Phút thứ 89 của trận đấu. Tình huống rất bất ngờ, chúng ta xem lại. Cầu thủ đứng lót cột gần của Malaysia đã bị giật mình. Bàn thua có thể nói đáng tiếc của Malaysia. Số 16 Suarez đã đứng ôm cột gần. Tuy nhiên anh đã không tập trung. Việt vị. Và như vậy là thời gian của trận đấu đã hết. U18 Việt Nam đã có chiến thắng trong ngày ra quân với tỷ số 1-0. Một trận thắng vất vả nhưng xứng đáng. Chúng ta vẫn nói là đầu xuôi đuôi lọt và chúc cho cầu thủ Việt Nam sau trận thắng vất vả này sẽ chơi tốt hơn, đường nét hơn, hiệu quả hơn. Ở trận đấu tiếp theo gặp đối thủ rất khó chơi là U18 Australia.